Đây là một cái clip review quá trình DIY dành cho những má nào hậu đậu giống như tôi, không biết may đồ nhưng mà khoái chế biến này nọ. Biến cái áo ba lỗ cũ thành một cái crop top mới và đo theo cái chiều dài là 20cm từ nách trở xuống. Đây là đo theo ông bà độ chứ cũng không biết tại sao mà đo ra con số 20 đó nữa. Đó, rồi xong mình cắt ra ha. Xong rồi thì chiếm một miếng giải thun mỏng, cắt ra thành hai miếng hình chữ nhật, chiều dài 20cm, chiều ngang 4cm là được. Lát nữa hai miếng này sẽ may vào mặt trong bên hông của áo. Sau tỉa tỉa lại cho đỡ gớm, nhưng mà vẫn gớm như cũ, thôi ở trong kệ nó luôn. Phần vải dư cắt từ áo mình cắt ra thành hai cái cọng dây. Đó. Dài vậy ha, kéo cho nó giãn ra, xong rồi may lại. Mà lúc may này mới đau khổ nè, tại vì cái bề ngang nó nhỏ quá. Mà tay chân thì lộng cộng đâu có biết may đâu. Nếu xẹo nó sợ từ lưa hết. Rồi rối chỉ đứt chỉ này kia nữa. Đó, lúc này mới thấy cảnh nha, DIY nha. Mày hả bữa tiết 150 mua cái áo đi ngồi đó may xong cuối cùng hả? Mất cả mấy tiếng đồng hồ may có mỗi cọng dây thôi đó. Mà làm đi rồi mới thấy DIY không hề nhẹ nhàng, nhanh gọn giống như là trên clip người ta quay đâu hen. Rồi chưa xong đâu, còn 3369 cái chiếc nạng nữa. Bắt đầu nha, vận dụng hết khả năng dùng kim tay, kim rút, đũa nè. Để lộn cái cọng dây đó ra bề mặt phải ha. Lộn cái cọng dây thiệt mắc quả muốn khóc luôn á trời. Mà hả, cũng may ông bà độ sau mấy tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng lộn phải ra được. Trong quá trình lộn thì phát hiện ra đường may không kỹ, thành ra là cọng dây nó rách hở rách hang. Phải may lại nữa. Giờ là may hai miếng vải hình chữ nhật bên hông áo nè. Người ta nói lúc may hả, cái vải nó mỏng, nó đùng chỉ, rồi nó đùng vải từ lưa hết. Mà nghĩ thôi kệ bên hông, nhắm mắt đạp tiếp luôn. Bây giờ mới tới cái chiếc nạng 81 này nha. Đây là may lại cái lai áo nè. Đó, rồi ngu chưa, lật ngược cái mặt trái lên trên ha. Cái một hồi á, cái chỉ nó bị rối. Tại vì may cái này là dùng cái đường may giả bắt sổ, cho nên là thay cái chân vịt khác. Đây, cái mặt phải xuống dưới tới hồi nó rối chỉ đâu có hay, làm nguyên một vàng. Hồi gỡ chỉ ngu người luôn. Còn bây giờ là khoét lỗ để đút hai cọng dây vào hai bên hông áo, đặng làm thành áo dây rút hông nha. Đó, cảm hứng của cái áo này nè là từ một cái hình ảnh, một cái clip trên Pinterest. Tốt nhất là đi tìm cái clip chính chủ có mấy giây thôi, coi rồi làm theo đi hay cho chắc ăn. Còn bây giờ chuẩn bị tinh thần coi thành quả của tôi. Ta-da!